Theo mạng thời tiết Trung Quốc, trong 10 ngày tới trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10, một hoặc hai cơn bão dự kiến sẽ hình thành ở Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương, trong đó một cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực ven biển phía đông nam nước này. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi tuần Trung Quốc sẽ phải hứng chịu một cơn bão. Sáng 18 tháng 9, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão Pulasan sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Biển Hoa Đông trong tối nay và đổ bộ vào bờ biển Chiết Giang từ chiều đến tối mai 19 tháng 9 ở cấp bão nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới mạnh. Do ảnh hưởng của bão, một số khu vực ở tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải và Sơn Đông sẽ có mưa vừa đến mưa to từ 18 đến 20 tháng 9 được biết bão pulasan có hướng di chuyển tương tự như bão bebinka nhưng do tác động của khối không khí lạnh nên việc dự báo sẽ trở nên phức tạp hơn